hút mở cánh tay thì có bị nhăn da không? Cái nào cũng vậy, cánh tay, đùi là những vùng, hay lưng là những vùng dễ hút mở nhất, mà mình không có care tới chuyện là dư da quá nhiều hay là phình cơ ha. Thì cái cánh tay đó, nếu mình hút đúng nha, tại nếu không hút đúng nó rất là dễ bị sơ cứng, là những cái dải nó không đều, nó lợn cợn, hoặc là nó những cái dải sọc ha. Và với cái, nói chung là đó là về kỹ thuật của bác sĩ rồi ha. Mình phải nói chung là mình phải bàn luận với bác sĩ về những cái chăm sóc, về những cái rủi ro có thể xảy ra, đó là cái chuyện xấu đó ha, không đạt cái kết quả mịn màng vùng cánh tay. Chứ còn vùng cánh tay mà hút mà đúng kỹ thuật nó cũng rất là đẹp. Tuy nhiên cánh tay phụ nữ á, da nó chỉ là một phần, phụ nữ rất là dễ bị lỏng cơ tay, đặc biệt là cái cánh tay dưới. Bên này mặc cái áo tay dài không có cho bạn coi được ha, là mình đưa ra vậy nè, nó hay thòng xuống đó. Thì những cái phần nào mình véo mà mình thấy cái da đó, nó mới là cái mỡ mình có thể làm co rút lại được. Còn cái phần thòng mà phần cơ đó là các bạn luôn luôn phải tập ha. Các bạn có theo dõi bác sĩ Thảo, bác sĩ Thảo có chỉ bạn cái bài thể dục để tập săn chắc vùng cơ cánh tay á. Tại vì chắc chắn luôn mình không tập là mình sẽ bị thòng ha, không có bao giờ cái cơ mình nó chắc mãi á ha. Mình tập giờ đây ha, chủ yếu đây để mình đừng bị to cái cơ delta này, hoặc là to vai ha. Mình tập những động tác nó chỉ làm săn chắc cánh tay thôi. Bây giờ rất là nhiều bài hướng dẫn trên YouTube các bạn có thể tham khảo ha. Bác sĩ Thảo cũng học hỏi lung tung lang tang rồi thực hành và chia sẻ với các bạn những cái thực tế mà mình thường xuyên làm thôi ha.